Ok, xin chào tất cả các em nha. Hôm nay thầy sẽ chữa cho các em cái đề ôn tập giữa kỳ 1 lần thứ nhất. Được chưa? Lần thứ nhất nha. Đấy, thì đây là đề số 1 đầu tiên. Đề lần 1 nhé. Nào, câu hỏi đầu tiên, ta bắt đầu luôn nhé. Cho cấp số cộng n với u1 là bằng 1 phần 2, u2 là 1 phần 4, hỏi cộng sai là bằng bao nhiêu? Thì cái này là lớp 11. Các bạn muốn tìm cộng sai thì các em chỉ cần là hiểu rằng là nó khoảng cách cho tập số được. Ví dụ như 1, 3, 5, 7. Đúng không? 1, 3, 5, 7 thì khoảng cách của nó là 2, đúng nhỉ? Thì hiểu đơn giản. Hiểu đơn giản là cái khoảng cách giữa các số. Vậy thì cộng sai chỉ là chữ d, chỉ là u2 trừ đi u1 chỉ là 1/4 trừ đi 1/2 thì kết quả là trừ 1/2 nhé. À, trừ một à, trừ xin lỗi trừ 1/4 nhé. Được chưa? Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng máy tính. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số thì vào chức năng menu 8 đúng không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho start là trừ 4 đến gì ạ? Trừ 1. Và lấy trừ 1 cộng 4 cuối trừ đầu đúng không? Là chia cho 20. Để đấy thì các em sẽ tìm ra được cái giá trị nhỏ nhất của nó đúng không? Đấy, tìm ra giá trị nhỏ nhất này. Thấy chưa? Thấy giá trị nhỏ nhất chưa? Giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là gì? À, giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là trừ trừ 5 đúng không? Rồi. Trừ 5 B. Đấy. Nhá. Câu 3. Trong không gian cho điểm M tọa độ trừ 1, 2, 3. Đấy, vậy vector OM là như này. Vector OM thực ra nó chính là điểm M luôn các bạn. Bởi vì O tọa độ 0, 0, 0 á. Lúc này cái tọa độ của M này, các bạn nhìn vào đây, tọa độ của M là 1 trừ 2 và gì? 1 trừ 2 và A. Đúng không? EZK, theo thứ EZK. Vậy thì các bạn thấy là cái này 1 trừ 2 và 3, tức là A ở đây là bằng gì? A đấy bằng 3 đúng không? C. Được chưa? Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4 nào. Số 4. Số 4 nha. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số này là gì? Câu này rất nhiều bạn sẽ bị quên này. Đúng không? Rất nhiều bạn sẽ bị quên câu này. Bởi vì tiếp tuyến của hàm số nhiều bạn lâu giờ là không đúng. Nó sẽ có công thức là f phẩy của x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Trong đó thì f phẩy này người ta gọi là hệ số góc. Vậy thì các bạn phải muốn tìm được hệ số góc thì các em phải đào hàm này đi, đúng không ạ? Đấy chưa? Phải đào hàm cái này. Đấy, tiếp tuyến của đồ thị hàm số này tại điểm x bằng e có hệ số góc, tức là phải đào hàm. Thì f phẩy x tức là mình đào hàm cái ln x trên x này này. Được chưa? Thì theo công thức ln x trên x thì nó chỉ là u trên v tất cả phẩy ấy. Thì nó u phẩy v trừ u v phẩy tất cả chỉ cho v bình. Vậy ở đây chỉ là ln x phẩy đúng không? Nhân x trừ đi ln x nhân x phẩy tất cả chỉ cho x bình. Công thức thứ hai nữa mà các em cần ghi nhớ đó là ln x mà đào hàm chỉ là 1 phần x nhá. Ln x đào hàm là 1 phần x. Vậy thì ln x đào hàm là 1 phần x nhân x trừ đi ln x. X đào hàm là 1. Tất cả chỉ cho x bình. Vậy lúc này bạn được là 1 trừ đi ln x chỉ cho x bình. Đó là f phẩy.
Và đề bài yêu cầu là tính cái hệ số góc tại x bằng e, đúng không? Tại x bằng e tức là các bạn sẽ thấy f tại e, tức là 1 trừ đi len e chia cho e bình phương. Và len e thì các bạn nhớ là bằng 1, đúng không? 1 trừ 1 là hết, còn lại bằng 0. Như vậy hệ số góc này bằng 0 nha. Được chưa? Ok, chào các bạn nhé. Câu 5. Nào, câu 5. Cho hàm số fx có đồ thì nhìn vẽ hàm số fx có thể làm số nào sau đây. Được chưa? Rồi, đáp án gì ạ? Chắc chắn là đáp án B á. Chắc chưa? Cái hình chữ N thì chắc chắn là hàm số bậc gì các bạn? Bậc 3, đúng không? Đấy, chắc chắn là bậc 3, nó không thể là bậc 4 được. Cái thứ hai nữa là nét cuối, nhìn vào nét cuối, đúng không? Nét cuối mà đi lên, đúng không? Nét cuối mà đi lên thì nét cuối mà đi lên thì chắc chắn hệ số A là dương. Vậy thì mình loại B luôn, không phải là B được, đúng không? Và đấy thì C và D thì đều hệ số A dương cả. Thì các bạn sẽ làm cho thầy như sau. Đó là các bạn nhìn này, cái này các bạn thấy là có hai điểm cực trị, đúng không? Một cực trị là 0 và một cực trị là bao nhiêu ở đấy thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cứ đào hàm đi, đào hàm C nào. Ví dụ đào hàm đào C thì bạn được 3x bình phương trừ đi 6x. Nếu các em cho cái đào hàm C bằng 0 ấy, thì có phải ra được x bằng 0 và x bằng 2 không? Thì nó ra được cực trị là x bằng 0 và x bằng 2. Nó khớp ở thế này, x bằng 0 và đây là x bằng 2 này, đúng không? Thế còn nếu mà các bạn đào hàm cái đáp án D thì được là 3x bình phương trừ đi 3, thì các em cho x bằng cộng trừ 1 thì cái này nó không khớp với cái đồ thị trên này, thấy không? Cái đồ thị trên này thì x bằng 0 rồi, đúng không? Cái cực trị của nó là x bằng 0 và x bằng 2 cơ mà, đúng nha. Đấy, cái này là 2 cơ mà, đúng không? Đấy, cực trị là 2. Thế ở đây là đáp án D thì sai thôi nhỉ. Đấy, bởi vì cực trị của thằng đáp án D là cộng trừ 1, đúng không? Nằm dưới B là sao? Thấy chưa? Hiểu cái câu này chưa? Nhá. Như vậy các bạn phải nhìn bên này cuối. Và cái thứ hai nữa là phải đào hàm. Thì khi mình đào hàm thì nó sẽ ra được 0,2. Thì nó khớp với thế này nhá. Hai điểm cực trị đấy. Câu hỏi số 6. Trong không gian OXYZ cho tam giác ABC có điểm A, điểm B và trong tâm G, khi đó điểm C là bao nhiêu? Câu này rất đơn giản. Được chưa? Đó là gì ạ? Bạn muốn tìm được tọa độ điểm G, đúng không? Đấy. Bình thường để tìm tọa độ trọng tâm thì các em sẽ lấy 3 điểm cộng lại chia 3. Vậy muốn tìm được C thì bạn lấy là 3 lần G trừ đi A trừ đi B. 3 lần G thì ở đây sẽ là bằng, các bạn nhân 3 vào đây được 0, 6 và 3. Trừ đi A là trừ 1, 2, 3. Trừ đi B là 2, 4, 2. Như vậy mình sẽ lấy nhầm nào, 0 cộng 1 là 1, 1 trừ 2 trừ 1. 6 trừ 2, 6 trừ 2, đây. 6 trừ 2 là được 4, 4 mà trừ 4 là hết, còn lại là đây là 0. Tiếp tục, 3 trừ 3 là hết, trừ 2 nữa là âm 2 nhé. Trừ 1, 0 và trừ 2, A, chờ nhé. Chuẩn cơ mè nào chưa các bạn? Ok, đúng không? Câu 7. Cho tạm viên bi gồm 4 bi đỏ và 4 bi xanh. Lại ôn lại lớp 11 đây này. Đấy, cái chủ đề sang cái 2. Các bạn sẽ lại quay trở lại vấn đề là quay lại cái vấn đề xác suất nhá. Tất nhiên là ở đẳng cấp khác, được chưa? Cho nên ở học kỳ 1 thì chúng ta ôn lại lớp 11. Và cái thứ hai nữa là mình học lại mình để chuẩn bị cho cái học kỳ 2. 8 viên bi trong đó có 4 bi đỏ và 4 bi xanh, xác suất để lấy 2 viên bi cùng màu. Đầu tiên là các bạn sẽ có không gian mẫu là omega, thì mình sẽ chọn 2 viên trong 8 viên, đúng không? C28. Đấy, đó là tổ hợp đấy. Cái thứ hai nữa là xác suất để chọn ra 2 viên bi cùng màu thì nó có thể là gì?
hai viên cùng màu. Hai viên cùng màu thì các bạn có thể là cho một là các bạn có thể chọn viên hai viên màu đỏ đúng không? Là C24. Có thể là chọn hai viên màu đỏ. Mà cũng có thể là chọn hai viên màu màu xanh. Trường hợp hai trường hợp đúng không? Một là chọn hai viên đỏ hoặc hai là chọn hai viên xanh. Thì các bạn ra được cái biển của A. Lúc này các bạn sẽ tính sản xuất PA chỉ là NA chia cho N omega nhá. Đấy, rất là dễ. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu ạ? Rồi, 3/7 đúng không? Đây các bạn lấy máy tính bấm nhá. Được chưa? Ok đúng không? Đặt sang câu 8. Rất là dễ. Câu 8 nào, đầu tiên hàm số này có bao nhiêu đường và bao nhiêu ngang? Nào. Bao nhiêu đường, bao nhiêu ngang đây? Bao nhiêu đường, bao nhiêu ngang? Cái này nhầm quá nó bị luôn đúng không? Đấy, tay nhầm xong rồi đấy. Ở đây thì để mà ra được tìm cần đứng, cách tìm tìm cần đứng đó là các em cho mẫu bằng 0. Lúc này cái x bình trừ 1 là bằng 0. Vậy x bằng cộng trừ 1. Thì đấy chỉ là hai tìm cần đứng, đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm tìm cần ngang. Được chưa? Tìm tìm cần ngang. Cái tìm cần ngang ở đây thì các bạn thấy là bậc tử như nào bậc mẫu ạ? Bậc tử lúc này là bậc 1. Bậc mẫu là bậc 2. Bậc tử bé bậc mẫu thì nó sẽ có một tìm cần ngang là y bằng gì? Y bằng 0, tức là chúng ta có C. Được chưa? Đấy, nhá. Rồi dựa vào bậc tử bậc mẫu thì chúng ta tìm nó tìm cần ngang. Được chưa? Cái này học lý thuyết chưa? Giờ này mà con chưa học tìm cần thì các bạn học rất là chậm đấy nhá. Câu hỏi số 9. Trong không gian cho hai điểm A và B. Đấy, tìm tọa độ của điểm M thuộc OXY sao cho AB mơ thẳng A. Đấy. Rồi, đáp án gì các em? Nào, bây giờ điểm M nó thuộc OXY, cho nên là điểm M hẳn sẽ có một cái cây dạng tọa độ của nó sẽ là gì? M sẽ có tọa độ là X, Y và gì các em? Không, nó có X có Y nhưng không có Z nhá. Cái thứ hai nữa là để AB mơ thẳng hàng thì các bạn phải hiểu rằng là AB và AM nó sẽ cùng phương, đúng không các em? Nó sẽ cùng phương. Mà hai vector nó sẽ cùng phương khi nào các em còn nhớ không? Hai vector sẽ cùng phương khi nào các em? Hai vector cùng phương khi nào nhỉ? Đó là hoành chia hoành, bằng túng chia túng, bằng cao chia cao đúng không? Lúc này là vector AB lấy B trừ A nhá, là trừ 2 này. 1 trừ đi âm 2 thì được 3 này. Và đây được 1 này. Còn vector AM thì các bạn lấy M trừ A nhá. X y 0 trừ đi A là được x cộng 2, à x trừ 2, y cộng 2 và 0 trừ đi 1 thì được trừ 1. Được chưa? Lúc này để cho hai thằng cùng phương thì sẽ gọi là hoành chia hoành, sẽ bằng là túng chia túng đúng không? Đấy, tức là y cộng 2 này này, các bạn chia 3 và cao chia cao là trừ 1. Vậy lúc này các bạn sẽ gọi là muốn tìm được cái x này, các bạn sẽ nhấn chéo cái trừ 2 lên đây, đúng không ạ? Nhấn chéo cái trừ 2 lên trừ 1 này. Thì như vậy là x trừ 2 sẽ bằng là 2. Và y cộng 2, đây các bạn sẽ muốn tìm y thì các bạn lấy 3 nhân với âm 1 nhé. Đấy, thì được là âm 3. Vậy thì x bằng 4 và y bằng trừ 5. Vậy thì điểm M của ta sẽ là 4 trừ 5 và 0. Được chưa? Đáp án A thôi nhé. Rất dễ dàng đúng không? Các em nhớ giúp thầy đó là hai thằng cùng phương, tức là hoặc cái hoành đồ chia cái hoành đồ, cái túng đồ chia cái túng đồ, cái cao đồ chia cái cao đồ, ok chưa? Rồi. Rồi, câu hỏi số tiếp theo 10 nào. 10 nào, 10 nào. Đáp án gì đây?
lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 100. Xác suất để chọn số chia cho 10, đầu tiên là số tự nhiên là số như nào các bạn? Không gian mẫu nào. Cả số tự nhiên mà nhỏ hơn 100 gồm số nào? Đó là gồm số 0, 1, 2, 3. Nhỏ 100 thì chúng ta sẽ dừng ở 99, đúng không ạ? Còn biến cố A là biến cố mà chia hết số chia hết cho 10. Thì các bạn có thể hiểu rằng là số nào chia hết cho 10 đây? Đó là gì các em? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, đúng không? Đấy, tức là tổng cộng là chúng ta có mấy? Chúng ta còn tổng cộng là gì? 10 số. Đúng không ạ? Tức là NA là bằng 10 đấy. Vậy thì xác suất lúc này sẽ là bằng 10. Ở đây từ 0 đến 99 thì chúng ta có tổng cộng là 100 số nha. Được chưa? Đấy. Đây là không gian mẫu là như này. Thì N omega sẽ là 100 số. Vậy thì 10 mà chia cho 100 thì chúng ta có là gì? 1 phần 10 nhá. Rồi. Ok, tận cùng là 0. Ok, đúng không? Nhá, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì? B. Thấy chưa? Rồi, xong nhá. Câu hỏi số 11. Nào, 11. 11 là gì đây các em? Mười một là gì ạ? 5 giây, 5 giây, 11, 5 giây thôi. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 1 - fx trên đoạn từ -2 đến 3. Đấy. Thì các bạn hiểu rằng là để cho cái y này này, người ta yêu cầu tìm y min, thấy chưa? Thế muốn y min được ấy, thì fx nó phải gì? Fx nó phải mắc, có phải không ạ? Bởi vì các bạn hiểu rằng là đây là cái hiệu này. Đây là cái hiệu, đúng không? Cái hiệu. Thì muốn cái hiệu bé nhất. Được chưa? Thì cái fx nó phải lớn nhất. Bởi vì cái này càng lớn ấy thì cái hiệu nó càng bé. Bạn hình dung không? Thì trong khoảng từ -2 đến 3, trong khoảng từ -2 đến 3. Đây cái đồ thị của ta trong khoảng từ -2 đến 3 đây. Thì trong khoảng từ -2 đến 3 thì các bạn thấy rằng là cái fx của chúng ta to nhất chỉ là số 3, thấy không? To nhất là 3 còn gì? Vậy thì đến đây thì chúng ta có thể là min sẽ bằng là 1 trừ đi 3 thì ra được gì? -2 nhá. Câu này không có đầu hàng đâu nhá. Được chưa? Rồi. Này view thì thấp thì thầy, thầy không thông báo nhá. Được chưa? Thầy lái để làm cái tư liệu thôi. Cho nên thầy không thông báo trong nhóm. Ai xem được thì xem thôi. Chứ còn thầy không không thông báo vào trong nhóm. Đấy. Thế là thầy quay lại cái tư liệu không? Được chưa? Ok, ta tiếp tục câu hỏi số 12. Nhá, câu 12. Trong không gian Oxyz cho vectơ U và vectơ V, hỏi là cột U trên cột góc giữa U và V là bằng bao nhiêu? Được chưa? Cột góc giữa U và V là bằng bao nhiêu? Nào. Để tính được góc giữa hai vectơ thì các bạn phải phải có công thức đó là u nhân với v, được chưa? Chia cho độ dài vectơ u nhân với độ dài vectơ v, đây là công thức nhá. Đấy, phải học cái này rồi. Thế bây giờ tích vô hướng ấy, tích vô hướng thì các em sẽ lấy hoành nhân hoành này. Tức là 1 nhân 2 thì được 2 này. Tiếp theo là 1 nhân 0 thì được 0 này. Và tiếp theo là 2 nhân m thì được 2m này. Đó. Chuẩn chuẩn chưa? Ở dưới sẽ là căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình cộng với 2 bình nhân căn của 2 bình cộng 0 bình cộng với m bình. Và đề bài yêu cầu hôm nay là cái cột này ấy, cái cột này là 4 trên căn 30. Thấy chưa? Đó. Thì cái em hình dung là mình có đáp án rồi đúng không? Mình có đáp án rồi thì mình tồi gì mình phải phải tính, đúng không ạ? Thế bây giờ mình lấy cái đáp án mà mình thay vào cho nó nhanh đúng không? Tôi gì không thử đúng không? Tôi gì không thử. Lấy cái đáp án mà thay vào. Được chưa nhỉ? Thế là 2 cộng 12x
chứ căn bậc hai có một binh, còn một binh cộng với hai binh là 4, nhân căn của 4 cộng với 0 cộng với x binh bằng căn này, binh căn đáp án A là 1, đúng không? Là 4 trên căn 30 là có phải cái đáp án này, 4 trên căn 30 à, đúng rồi đấy nhá, giống nhau rồi. Ta can tiếp là 1 là đúng đấy nhá, 1 là đúng rồi. Như vậy trừ 11 có đúng hay không này? À, trừ 11 sai này, trừ 11 sai này nhá. Thì như vậy là các bạn sẽ loại cái đáp án B luôn, đúng nhá. Rồi câu này chắc chắn là A đúng không? Đấy. Thế thôi. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Hiểu bài chưa? Hoành nhân hoành cùng tục nhân tục cùng cao nhân cao. Đồ dài thì căn bậc hai của x binh cùng y binh cùng z binh đó. Đó. Nào sao vẫn đúng sai nào? Sao vẫn đúng sai? Cho hàm số fx có bảng biến thiên như này thì hỏi là cái fx không cắt trục hoành đúng hay sai? Không cắt trục hoành là đúng hay sai? Rồi, đúng hay sai đây? Bây giờ cái trục hoành ấy, cái trục hoành em hình như này, cái trục hoành là đường thẳng y bằng gì? Y bằng 0. Tức là chúng ta sẽ cho một cái đường thẳng y bằng 0 cắt ngang qua. Chắc chắn là cái đường thẳng y bằng 0 nó sẽ nằm ở dưới cái số 2 và số 3 đúng không? Đây là đường thẳng y bằng 0. Thì rõ ràng là các em thấy cái đường trục hoành là trục này này, là các em thấy là nó không hề cắt, đúng không? Không hề cắt cái này. Cho nên cái chắc chắn là 100% là cái mệnh đề này là đúng. Đúng cái. Đấy, thầy ghi mực đỏ nhá. Đúng, thằng này đúng này. Rồi, thế bây giờ hàm số này có một tiêu chuẩn đúng đúng hay sai? Ừ. Tiêu chuẩn đúng thì chúng ta chỉ cần nhìn vào đấy thôi đúng không? Tiêu chuẩn đúng nhìn vào đây. Thì có một tiêu chuẩn đúng là đúng rồi. Được chưa? Nào, thế bây giờ người ta hỏi là hàm số này có một tiêu chuẩn ngang là đúng hay sai? Một tiêu chuẩn ngang. Một tiêu chuẩn ngang đúng hay sai đấy các em? Ừ, đúng rồi, chỉ sáng C sai đúng không? Bởi vì các bạn nhìn là tiệm cận ngang thì các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy là tiệm cận ngang là 2 với gì? 2 với 5, đúng không? Đấy, như vậy là sai nhé. Đấy, phải nhìn vào chỗ dưới một cung và âm một cung. Nếu mà kết quả đã số thì chắc chắn là nó sẽ là tiệm cận ngang. Rồi, ý đế là sẽ là hà gục được rất nhiều thanh niên này, được chưa? Tổng số tiệm cận của hàm số này là gì? À, câu này là hà gục rất là nhiều thanh niên. Câu này rất nhiều thanh niên sẽ không bị làm. Đấy. Câu này rất nhiều thanh niên sẽ không bị làm. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ra cái tiệm cận gì? Tiệm cận đứng. Đúng không ạ? Tiệm cận đứng ở đấy thì các em cho mẫu bằng 0 thì đúng không? Ừ. Như vậy là fx bằng 4. Thế bây giờ các bạn lấy cái đường số 4, các bạn cắt ngang ở đây. Các bạn thấy này, fx là cái đồ thì có sẵn đây này thôi nhá. Thấy chưa? Ok chưa? Bây giờ cái đường số 4 cắt ngang thì chỗ nào là cắt ngang đây? Số 4 thì chắc chắn phải cao hơn số 3 đúng không? Thì các bạn thấy cái đường bằng 4 này cắt phải mấy điểm đây? 2 điểm đúng không? 2 điểm tức là 2 nghiệm đấy. Tức là có 2 tiệm cận đứng đấy. Thấy chưa? Thế còn tiệm cận ngang thì sao? Tiệm cận ngang bình thường để mà xử lý cái tiệm cận ngang, nghe này, bình thường để mà ta xử lý cái tiệm cận ngang thì các bạn phải nhìn vào cái bậc tử và bậc mẫu. Ví dụ bậc tử lớn bậc mẫu thì nó sẽ không ở tiệm cận ngang. Thế còn bậc tử mà bé bậc mẫu thì nó sẽ có một tiệm cận ngang. Đấy, tức là phải so sánh cái bậc tử với bậc mẫu. Thế nhưng mà trong cái hàm số này thì fx là chưa biết là cái gì cả. Cho nên là chúng ta rất khó để chúng ta so sánh.
bậc tử bậc mẫu. Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta làm được đây? Thì quay trở lại cái định nghĩa đi, câu này phải phải xử một cái định nghĩa đấy. Đó là lim khi x tiến đến dưới một cùng hoặc là âm một cùng nếu kết quả mà ra một số ấy, đúng không? Nếu kết quả mà ra một số y không nào đó thì nó sẽ là tiêu cực nha. Đấy, đây là định nghĩa. Vậy các bạn sẽ sử dụng định nghĩa như này như nào? Ở đây các bạn thấy là x tiến đến dưới một cùng. Đấy, x tiến đến dưới một cùng này. Thì cái fx của chúng ta là tiến đến số gì? À, fx của chúng ta sẽ tiến đến số 5. Đúng không ạ? Vậy thì y của chúng ta, đấy, y của chúng ta sẽ là 3 đến cho 2. Đấy, các em thấy fx là 5 bao nhiêu? Đấy nhá. Thì như vậy là đấy là 3 phần 2 chưa? Đấy, các em như này. X tiến đến số vô cùng, kết quả của chúng ta ra một số chưa? Ra một số. Thì cái này nó chính là tiêu cân ngang có gì? Đúng không? Thỏa mãn chưa? X tiến đến số vô cùng, kết quả là số. Thì nó là tiêu cân ngang. Tiếp theo, x tiến đến âm vô cùng. Ta xem nào, x tiến đến âm vô cùng. Cái fx của chúng ta tiến về đâu? Đây, x tiến đến âm vô cùng, kết quả fx tiến về 2. Tức là lúc này cái y của chúng ta sẽ là 3 đến cho 2 nhân với 2 trừ 8 thì kết quả được trừ 3 phần 4. Thì nó cũng ra số. Mà ra số thì nó là tiệm cận ngang. Thế như vậy là chúng ta có 2 tiệm cận đứng và 2 tiệm cận ngang. Như vậy có 4 tiệm cận nhá. Thế bài này nó bảo là 3 thì nó ra là gì? Là sai đúng không ạ? Được chưa? Rồi, câu này hay không? Các em hiểu câu này chưa? Nhá. Rồi, ok, hay quá thầy ơi. Được 9 điểm toàn đổi thế. Kinh nha. Thể hiện sự quyết tâm cao độ. Câu 14, một bài toán mang tính chất thực tế mà cũng mang tính chất hình học. Vừa thực tế vừa hình học nhé. Một căn nhà gỗ được phác thảo dưới dạng hình lăng trụ tam giác OAB, O phẩy A phẩy B phẩy như hình vẽ. Với OXY như hình vẽ luôn. Đó. Đơn vị đo là cm. Thế bây giờ người ta bảo là hai điểm AB có tọa độ là như này. Đây, hai điểm A phẩy này, A phẩy là tọa độ là 240, 450 và 0. Ngoài ra thì điểm B phẩy tọa độ là 120, 450 và 300. Đấy. Cái gì? Thầy cho em xem là cái gì? Xem cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ tính khoảng cách từ A phẩy đến trục OX. Đấy, khoảng cách từ A phẩy đến trục OX thì các em hình dung như này này. Cái điểm A phẩy nếu mình giống một trục hoành ấy, được chưa? Thì đây sẽ là 240. Hãy nói cách khác, cái đoạn OA này này sẽ là 240 nhá. Đó, bởi vì A phẩy có hoành độ là 240, đúng không ạ? Cho nên kém giống vuông góc ở đây, kém giống vuông góc ở đây. Thì cái khoảng cách từ A đến O sẽ là 240. Được chưa? Tiếp này. Mình giống cái A phẩy vào đây thì chắc chắn sẽ là 450, đúng không ạ? Hãy nói cách khác thì cái đoạn O phẩy này sẽ là 450 nhá. Hãy nói cách khác thì đoạn này là 450 này. Hình chữ nhật mà. Rồi, đoạn này là 240. Rồi. Ok. Vậy thì người ta hỏi là A phẩy đến trục OX. Đây, cái điểm A phẩy đến cái trục OX có phải là đoạn này không? Là 450 chưa? Vậy rõ ràng là cái ý này là gì các em? Là sai đúng không? Sai rồi. Được chưa? Sai. Phải là 450 chứ. Rồi, tiếp. Cái độ dài của A phẩy B phẩy thì sao? À, cái này thì dễ rồi. Đúng không? Cái này chắc cả bạn tính được. A phẩy B phẩy thì nó có độ dài là gì? Căn bậc 2 của các bạn lấy tọa độ của B phẩy trừ A nhé. Lấy 120 trừ 100, 240. 240 bình. Rồi cộng với 450 trừ 450 bình. Rồi cộng với 300 trừ 0 bình. Đấy, thế là bấm máy tính nó xong nhé. Cái chỗ này được mày này. Chỗ này thì
bấm máy thôi. Bao nhiêu? Cắn của 120 bình cộng 0 bình cộng với 300 bình. Kết quả chúng ta là 60 căn 29 nhá. 60 căn 29 thì ta xem thử là à cái này đúng rồi. Chuẩn chưa? Đấy. Thế còn vector O phẩy B phẩy thì sao? À, vector O phẩy B phẩy thì vector O phẩy B phẩy các bạn đọc cho thầy vector O phẩy B... đã nhá. Vector O phẩy này. Cái khoảng cách từ O đến O phẩy ấy thì là 450. Đúng không ạ? Ngoài ra cái điểm O phẩy thì lấy thuộc trục hoành à thuộc trục túng nữa, thuộc trục OI mà đúng không? Thì sẽ là 0 này, 450 này và gì? 0 này. Vậy thì mình sẽ lấy B phẩy trừ đi O đúng không? B phẩy trừ O tức là 120 này. Đấy, 0 này, đấy cái này trừ cái này nhá. Và gì? Và 300 nữa. Ok, như vậy cái ý này là cũng đúng luôn đúng không các em? Được chưa? Rồi, thế còn ý D nào? Độ lớn góc giữa mặt bên với mặt đất. Góc giữa mặt bên với mặt đất thì thực ra ấy, đây, cái góc giữa mặt bên chỉ là cái mặt này này. Thấy chưa? Người ta hỏi góc giữa mặt bên là cái mặt này, cái mặt này. Và cái mặt đất đó là cái mặt ở dưới này, đúng không ạ? Mặt ở dưới này. Thì các bạn rất dễ như sau, các bạn chỉ cần kẻ cho thêm một cái đường cao như này. Đó, thì góc alpha chỉ là cái góc gì ạ? Góc giữa mặt bên với mặt đất. Và các em chỉ cần tính cái góc alpha là xong chứ đúng không? Đấy. Là xong đúng không? Rồi. Vậy ta xem thử nào. Thứ nhất là cái đoạn A hạt đây này. Thầy gọi đây là điểm hạt nhá. Thì cái đoạn A phẩy hạt này nhá. Đây các em thấy cái con chuột đúng không ạ? A phẩy hạt này chắc chắn là 120. Có cái đường cao này này, cái đường cao này nó chính là cao độ của cái B phẩy đấy, đúng không? Các em thấy là nó là chiều cao mà, cao độ là 300. Như vậy là cái này 300, cái này 120. Như vậy các bạn có thể dùng 28 nhá. Được chưa? Đây là 300. Đây là 120. Thì dùng 28, shift tan của cái 300 chia 240. Được chưa? Vậy thì alpha sẽ bằng shift tan của 300 chia cho 240 thì được là bao nhiêu? Năm mươi một phẩy ba tư độ. Vậy rõ ràng cái này sẽ nhọn 70. Vậy mình đây là đúng luôn nhá. Sai đúng đúng đúng. Được chưa? Sai đúng đúng đúng. Ok chưa? Em hiểu câu này chưa? Rồi, ta sang câu khác nhá. Câu 15 nào. 15. Cho hàm số f(x) liên tục từ 1 đến 5. Hỏi hàm số này có 3 cực trị. À, cái này đúng rồi đúng không? Đây các bạn thấy là có 3 cực trị đây. Câu này đúng luôn nhá. Câu B. Giá trị lớn nhất của f sin x bằng 1. Đấy, giá trị lớn nhất của f sin x bằng 1. Ý B này. Để ra được ý B này thì các bạn đặt cho thầy cái sin x là bằng t. Với t của chúng ta nó chạy từ trừ 1 đến 1 do cái sin ấy. Do cái hàm sin thì nó chỉ chạy từ trừ 1 đến 1 thôi. Vậy thì hàm số này sẽ được là f t. Hàm số này sẽ trở thành là y bằng f t. Trong đó t thì chạy từ trừ 1 đến 1 nha. Với t nó chạy từ trừ 1 đến 1. Thì các bạn có thể để ý này, cái đô thị FT về đô thị FX thì cũng như nhau thôi. Thì trong cái khoảng này này, trong khoảng từ trừ 1 đến 1 nhá. Thì đô thị của chúng ta như này. Đô thị của chúng ta như này. Và rõ ràng cái giá trị lớn nhất là của nó là bằng 1, đúng không? Đấy, mắc là bằng 1 trong cái khoảng từ trừ 1 đến 1. Như vậy ý này là đúng luôn, được chưa? Đấy. Tiếp theo nào. Ý C đúng hay sai đấy các em? Ý C đúng hay sai?
Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là bằng 5. Lớn nhất là mấy? Lớn nhất là mấy đây? Lớn nhất là 3 đúng không các bạn? Đây, lớn nhất là cái điểm cao nhất là 3. Còn thấp nhất là cái điểm nhỏ nhất là trừ 2. Như vậy max là bằng 3. Còn min là bằng trừ 2. Vậy thì tổng max cộng với min sẽ bằng 3 trừ đi 2 thì được 1 nhá. Vậy mình nên là sai đó nhá. Thế còn ý đi. Ý đi. Ý đi nào. Giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn trừ 1 đến 5 là 18. Hỏi về giá trị nhỏ nhất. Để mà tìm được giá trị nhỏ nhất của bài này ấy, thì các em lưu ý như, cho thành như sau. Chúng ta không nên đào hàm cũng này nhá, không nên đào hàm. Để tìm max được thì để tìm min được, các em nên làm đó là tìm min của thằng này và đồng thời tìm min của thằng này. Đấy, hai thằng cùng min thì cả biểu thức sẽ min luôn, dấu bằng sẽ xảy ra đồng thời nhá. Ở đây các em để ý này, trong khoảng từ trừ 1 đến 5, trừ 1 đến 5 thì kẻ fx min đấy. Đây, bây giờ fx cộng 3 mà muốn min các em nhá, kẻ fx cộng 3 mà muốn min ấy thì chắc chắn fx phải min. Fx min là bằng bao nhiêu? À, là trừ 2 các em này, đúng không? Đấy, trong khoảng từ trừ 1 đến 5 thì fx min sẽ là trừ 2. Vậy thì rõ ra là fx cộng 3 sẽ là bằng 3 trừ 2 thì được 1 nhá, min nó bằng 1. Còn đối với thằng x bình trừ 4x cộng 22 thì sao? Thế làm thế nào để bạn tìm min? Cái này thì kiến thức lớp 8 đúng không? Các bạn tách thằng hàng là thức x trừ 2 tất cả bình. Chỗ này là thành x bình trừ 4x cộng x trừ 2 tất cả bình đúng không? Cộng 18. Thì các bạn để thấy thằng này lớn bằng 18 này, đúng không? Tức là min, min của cái này thì bằng 18. Đấy, nó sẽ min, thế này là min nó tái bằng đấy nhá, cái biểu thức trên này này, nó min là tái trừ 2 đúng không? À, tại khi fx bằng trừ 2 và khi fx bằng trừ 2 thì x bằng 2 luôn đúng không? Tái x bằng 2. Và trong cái ở dưới này này, ở dưới này nó min này, ở dưới này nó min này, khi x bằng 2 luôn, các bạn thấy không? Đây, cái biểu thức dưới này nó min này, khi x bằng 2 luôn, đúng không? Tức là cái dấu bằng nó xảy đồng thời luôn, được chưa? Đấy. Tức là hai thằng này cùng min, cùng nhỏ nhất tại x bằng 2. Đấy, hai cái biểu thức này nó sẽ cùng nhỏ nhất tại x bằng 2. Vậy thì chúng ta có thể suy ra đó là y min nó sẽ bằng là thằng này là min là 1, thằng này min là 18 đúng không? 1 nhân 18 thì được gì? 18 nhá. Các bạn có hiểu câu này không nhá? Đấy, câu này đúng đấy nhá. Đúng, sai đúng. Được chưa? Ok chưa các em? Câu này có hiểu được không? Hiểu các bạn chữ hạt nhá. Thôi cho em sang lại câu 13. Câu 13 đây em. Được chưa? Câu 13 đấy. Nhá.
Ok chưa? Rồi, ok đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái câu hỏi số 16 nhé. 16 nào. Cho âm số fx bằng x trừ len của một cộng x. Thế mà hỏi là tập xác định r trừ đi âm 1 là đúng hay sai các em? Đúng hay sai? Đúng hay sai ạ? Học sinh Tây Dung chào mấy em. Ai chào chào. 420 425 follow. Rồi Thùy Dương à. Hello em. Rồi. Nào. Đáp án A là đúng hay sai các em? Comment xem. Đối với hàm logarit đúng không? Thì chúng ta đặt điều kiện là gì? 1 cộng x lớn không? Tức là x của chúng ta lớn trừ 1. Đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng điều kiện này là bị sai đúng không? Error trừ đi âm 1 là sai đúng không? Cái này là sai. Ý B, hàm số có nghịch biến đến khoảng này và đồng biến đến khoảng này. Chắc chắn là đồng biến hay nghịch biến thì chúng ta phải đào hàm đúng không? Đào hàm nhá. F(x) sẽ bằng đào hàm của x là 1. Còn đào hàm của len này, các bạn thầy nhắc lại một tí này, len u là u phẩy chia u. Được chưa? Hiểu công thức này chưa? Thế 1 cộng x mà đào hàm thì được 1 chưa? Chia cho 1 cộng x bằng 0. Như vậy các em suy ra là 1 cộng x bằng mấy? 1 cộng x bằng 1 đúng không? Vậy thì x bằng 0. Đây là điểm cực trị. Vậy thì đến đây thì các em vẽ thay cái bảng biến thiết. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ có là x này. Đây là f phải x này. Đây là f(x) này. Hãy nhớ là cái bảng biến thiết của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ số âm 1 nhé. Được chưa? X chạy từ âm 1 mà. Nó không phải chạy từ âm vô cùng đến dưới vô cùng đâu nhá. Đấy, cẩn thận đấy. Thì lúc này các bạn sẽ điền cái số cực trị vào đây là 0. Và tại đấy thì cái này bằng 0. Được chưa? Còn tại 1 thì cái này không xác định nhé. Và các bạn sẽ điền cho thành dấu. Thì để mà chúng ta điền dấu được ấy, thì các em có thể thử một số bất kỳ, ví dụ số 2 chẳng hạn. Các bạn thấy vào đây thì có vẻ như là nó là số 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 dương đúng không? Đấy, âm. Rồi, tại đấy thì thấy bằng 0 và cái này thì nó bằng 0 này. Vậy thì hàm số này là nghịch biến từ âm 1 đến dương vô cùng, âm 1 đến 0 và 0 đến dương vô cùng, cái này đúng này. Đúng không? Được chưa? IC đúng hay sai các em? Nào, comment cho vui xem nào. IC đúng hay sai? Đúng hay sai gì? Nào. Ta để ý thấy này. Đó là fx nó lớn bằng 0. Thì cái này là đúng. Được chưa? Fx đúng là lớn bằng 0 thật, bởi vì cái đồ thị của chúng ta là nó đáy của nó là 0 đúng không? Min là 0. Vậy thì rõ ràng là fx luôn lớn 0 là đúng rồi. Được chưa? Tất cả số này đều to hơn 0 cả. Ý này là đúng này. Thế tuy nhiên cái vế đằng sau là bị gì? Vế đằng sau là bị sai, bởi vì mọi x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 là sai. Bởi vì điều kiện của chúng ta là nó không phải dấu bằng này, thấy không? X làm sao mà bằng trừ 1 được. Cho nên ở chỗ này là chúng ta sẽ loại cái dấu bằng đi. Thấy chưa? Cái này là sai. Nhá. Thế còn ID. ID. ID chắc chắn là nhiều bạn sẽ bị sai cái câu này. Chắc chắn luôn. Câu này nếu mà các bạn làm cho đàng hoàng, câu này chắc chắn là rất nhiều thành sẽ bị sai. Nhá. Đấy, có bạn nào làm nhanh không? Lượt nhanh như thế nào? Cậu này sẽ làm gì? Hey. Nào, thử nào. Đào hàm nhá. Fu mà đào hàm thì được 2x. Đấy, cái x bình trừ 1 đào hàm được 2x nhân f(x) bình trừ 1 bằng 0. Như vậy ta được x bằng 0. Đúng không? 2x bằng 0 tức là x bằng 0 đấy.
f' của x bình trừ 1 bằng 0 nữa. Và các em quan sát là cái f' bằng 0 tại điểm nào? Đấy, nhìn vào cái đồ thị này nhé. Thì rõ ràng là f' bằng 0 tại x bằng 0 này, đúng không? X bằng 0. Nếu mà hàm hợp thì chúng ta phải đổi là x bình trừ 1 bằng 0. Vậy thì x bằng cộng trừ 1. Vậy thì có 3 cực trí là đúng hay sai? Nào, x bằng 0 và x bằng cộng trừ 1, 3 cực trí đúng hay sai? 3 cực trí đúng hay sai? Sai các bạn ạ. Thì yeah, sai. Thế các bạn đã comment này. Sai. Bởi vì sao? Bởi vì cái này các bạn quên mất một điều này. Nếu mà các bạn ghi là 3 cực trí là sai đấy. Bởi vì như này. Bởi vì cái hàm bình thường của các bạn ấy, được chưa? Cái hàm fx này này là nó có điều kiện là x lớn trừ 1. Thì chắc chắn hàm hợp ấy, cái hàm hợp là x bình trừ 1 nó cũng phải có điều kiện, được chưa? Nếu ở trên này x lớn trừ 1 thì dưới này sẽ là x bình trừ 1 lớn hơn 1, lớn trừ 1. Tức là x bình lớn hơn 0. X bình lớn hơn 0 thì x khả 0 nhá. Vậy thì các bạn sẽ cần phải loại cái điều kiện này đi, được chưa? Loại cái x bằng 0 đi. Và như vậy chỉ có hai cực trí thôi nhá. Được chưa? Đấy. Thật tiếc là không có bạn nào comment câu này. Rồi. Nếu mà làm được cái khả năng cá là sẽ bị sai câu này đấy nhá. Vì hầu ấy là các bạn quên mất một cái điều kiện là x bình trừ 1 nhá. Ok chưa? Hiểu bài câu này chưa nhỉ? Hiểu thì comment chưa hẳn nhá. Rồi. À, chúng ta sẽ sang cái dạng điền đáp số, được chưa? Nào, câu 17. Ở trên đây là cái quy định về điền nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ điền được 4 ký tự, được chưa? 4 ký tự. Và nếu như một số dài như này thì chúng ta chỉ điền 4 cái số đầu tiên thôi nhé, được chưa? Và kể cả số dài như này thì mình sẽ chỉ điền 4 ký tự đầu tiên, bao gồm cả dấu phẩy nhá. Để cho bao gồm cả dấu phẩy luôn. Và không làm tròn, được chưa? Không làm tròn. Đấy, thì ở đây dấu trừ cũng là một ký tự thì các bạn điền là trừ 0,5. Đó. Được chưa? Lưu ý một vài lưu ý trước khi chúng ta điền đáp số. Ta có 3 lực F1, F2 cùng tác động một vật 89 và 22. Ở đây ba cái này vuông góc với nhau, các bạn nhớ này, ba lực vuông góc với nhau ấy thì cái kết quả của nó sẽ ra một cái hình hộp nhá. Ba vectơ mà cộng lại với nhau thì cái kết quả nó sẽ ra một cái đường chéo của hình hộp ấy. Đường chéo hình hộp ấy. Đây này. Thầy vẽ lại nhá, cái này vẽ hơi xấu. Đây. Nếu ba vectơ mà cộng với nhau thì cái kết quả của ba vectơ sẽ ra được cái đường chéo của hình hộp. Đường chéo hình hộp, được chưa? Và để tính được đường chéo này thì em áp dụng Pythagore thôi nhá. Căn bậc 2 của F1 bình cộng F2 bình cộng với F3 bình. Tức là căn bậc 2 của 8 bình cộng với 9 bình cộng với 22 bình. Kết quả là 25,0. Được chưa? Câu hỏi số 18 là một câu hỏi khá là khó nhá. Khá là khó. Cho hai cái số x y thỏa mãn là x bình cộng 2 x y cộng 3 y bình bằng 4, tìm giá trị của biểu thức này. Tìm giá trị mắc của cái biểu thức này nhá. Thế muốn tìm mắc được cái biểu thức này thì các em lưu ý như sau. Câu này khó nhé. Bạn sẽ để mà tìm mắc được ấy thì chắc chắn ấy là không thể là hai ẩn được, để không để hai ẩn được. Hai ẩn thì không thể tìm mắc được. Lúc này các bạn sẽ khai triển ra là 2x cộng y bình. Nhiệm vụ của bạn là phải đổi với một ẩn nhé. Thế đổi như nào thì các em quan sát cách thầy làm. Các bạn thấy cái biểu thức x bình cộng 2 y cộng 3 y bình này này bằng 4, đúng không? Đấy. Thì các bạn chia ra đây 2 về cho 4. Bên phải thì thầy sẽ cũng chia 4.
Tuy nhiên thay vì chia 4 thì thầy sẽ chia cho x bình cộng 2xy cộng 3y bình, được không? Bởi vì 4 chính là thằng này mà. Đấy, chia 2 về cho 4. Lúc này các em sẽ chia, các bạn sẽ chia cả từ cả mẫu cho y bình, được chưa? Vậy bạn được x trên y tất cả bình, trừ đi 2 trên x, 2x trên y và cộng với 1. Tất nhiên ở đây các bạn sẽ phải xét cái trường hợp y bằng 0 nhá. Tuy nhiên mình làm trắc nghiệm thì mình bỏ qua hai bước đó cũng được, chia luôn. Đấy, lúc này các bạn sẽ đặt cái x trên y này là bằng tỷ cho thầy nhé, đặt cái x trên y là bằng tỷ, trừ đi 2t cộng 1 tất cả chỉ cho t bình cộng 2t cộng 3. Đấy thì đưa về một ảnh nữa đấy. Bây giờ lập bảng biến thiên hay là đào hàng gì tùy. Mình có thể lập bảng biến thiên của bên phải đây đúng không, tìm cái mắc của bên phải sau đó nhân 4 lên cũng được, hoặc là các bạn có thể làm theo cách như này này, nhìn pro mắc hơn này. Bây giờ bạn lấy được PT bình nhân chéo nhé, cộng 2PT cộng 13P, bạn được 4T bình trừ đi 8T cộng 14. Bạn nhóm lại này, bạn nhóm PT bình trừ đi 4T bình được P trừ 4 nhân về T bình, cộng chỗ này được 2P, 2P cộng 8 nhân T cộng 13P trừ 4 bằng 0, được chưa? Đó. Đến đây để phương trình ngỏ nghiệm thì delta phẩy của chúng ta sẽ là lớn bằng không. Vậy tức là ở đây các bạn sẽ có delta phẩy là b phẩy bình trừ ac, tức là chỗ này sẽ là p cộng 4 tất cả bình trừ đi p trừ 4 nhân với 3p trừ 4, nó sẽ lớn bằng không. Vậy bạn được là trừ 2p bình cộng với 24p lớn bằng không. Chỗ này thầy nhầm luôn nhé, được chưa? Vậy thì các bạn sẽ tìm được p sẽ chạy từ 0 đến 12, hãy nói cách khác thì mắc của p là 12 nhé, được chưa? Đạo số đấy là 12, 12,0 nhé, ok chưa? Câu hỏi số 19. Được chưa? 19 nào. Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đang ghi địa chỉ. Xác suất để ít nhất một lá thư bỏ đúng phong bì. Ở đây chúng ta sẽ có xác suất như sau. Bạn có ba lá thư. Được chưa? Thầy gọi là lá thư A, lá thư B và lá thư C. À, phong bi A, phong bi B và phong bi C. Đây là phong bi nhá. Phong bi A, phong bi B và phong bi C. Và thứ thì chúng ta để mà gọi là bỏ đúng ấy thì sẽ là thứ A, thứ B và thứ C. Đấy, thầy có 3 phong bi và bỏ đúng các thứ. Để gọi là đúng thì thứ A sẽ bỏ vào phong bi A, thứ B sẽ bỏ vào phong bi B, thứ C sẽ bỏ vào phong bi C. Đấy, người đấy các bạn đọc đây chưa, một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ, xác suất để có ít nhất một lá thư, ít nhất một lá thư bỏ đúng phong bì, thấy chưa? Đấy, biến cố A, biến cố A là biến cố ít nhất một lá bỏ đúng phong bì, ok chưa? Thì nếu mà bạn nào đã, đầu tiên là cứ không nhân mẫu đi này nhá. Không nhân mẫu thì chúng ta sẽ đổi vị trí này. Đầu tiên là chúng ta có thể hình dung là có mấy cách để mình bỏ cái ba là thứ này vào bia. Thì ở đây chúng ta sẽ có là ba cách đúng không? Ba cách để bỏ là thứ vào bia. Và sau khi bỏ thứ A xong ấy thì thứ B lúc này, cái bi B lúc này sẽ có hai cách đúng không? Và thứ C còn lại có một cách. 6. Hoặc là các bạn có thể dùng là ba giải thừa cũng được nhá. Mình đổi hoàn vị ba vị trí bức thư này là được. Được chưa? Có phải không? Mình sẽ đổi chỗ. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể dùng quy tắc đếm là 3 nhân 2 nhân 1 cũng được. Đấy, ba cách để bỏ thư A, ba bức thư này vào thư A, B A.
Lúc này sau khi mình đã bỏ thứ A xong thì còn lại thứ B, thứ C thì có hai cách, và còn lại thứ cuối cùng là có một cách. Được chưa? Bây giờ nếu mà bạn nào đã từng làm ấy, bây giờ ta tính cái xác suất này. Nếu bạn nào đã từng làm có kinh nghiệm làm xác suất trước đây rồi ấy, thì các em đều hiểu là mấy cái từ mà có cái từ ít nhất ấy. Được chưa? Thì nên làm theo cái hướng gọi là hướng ngược lại. Thế là làm phân bù ấy. Thì ngược lại với ít nhất một lá bỏ đúng thì sẽ là không có lá nào bỏ đúng. Được chưa? Không có lá nào bỏ đúng. Thì để mà không có lá nào bỏ đúng đấy, để mà không có lá nào bỏ đúng, để không có lá nào bỏ đúng thì chúng ta hình dung như sau. Đây là bị A, đây là bị B và đây là bị C. A lớn, B lớn và C lớn. Thì để mà không là nào bỏ đúng, tức là bỏ sai, đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ bỏ như nào gọi là bỏ sai đây? Bỏ sai như nào ạ? Để mà bỏ sai thì các bạn sẽ, thứ nhất này, mình có thể bỏ cái thứ B vào đây, đúng không ạ? Lúc này các bạn bắt buộc phải bỏ thứ gì? Thứ gì vào thằng B ạ? Thứ gì? Nếu mà thằng này bỏ thứ A thì thằng C bắt buộc là phải bỏ thứ C thì nó lại thành đúng mất. Cho nên là cái BB này bắt buộc là phải bỏ thứ C và cái này bỏ thứ A. Như vậy là một cách. Hoặc là BA này mình có thể bỏ thứ B, à, thứ C đúng không? Mình có thể bỏ thứ C vào đây. Lúc này BB sẽ phải bỏ thứ thứ A vào đây được không? Và lúc này C thì bỏ BB. Như vậy là chúng ta có hai cách đúng không? Như vậy là hết cách chưa? Hết ra đây đúng không? Hai cách. Vậy thì xác suất lúc này sẽ là 2 phần 6 là 1 phần 3. Vậy thì cái PA chỉ là bằng 1 trừ đi 1 phần 3 là 2 phần 3 là 0,66 đấy. Nha. Đáp số là 0,66. Ok. Các em hiểu được ba? Hiểu được ba nha. Đấy nhá. Rồi, đang tu thiền và mình em hiểu, ok. Tiếp tục một câu xác suất tiếp theo nữa. Đấy. Từ một hộp chứa 16 quả cầu, đó là 10 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 1 quả cầu màu vàng, lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Chắc chắn là khi mình đọc đến đấy là mình đã xác định được cái không gian mẫu rồi đúng không? Không gian mẫu của chúng ta có tổng là 16 quả. Đấy. Mình chọn ra 3 quả trong 16 quả sẽ là C3 của 16. Thế còn biểu của A thì tính sao? Xác suất để 3 quả cầu lấy ra đúng hai màu. Biểu của A sẽ là 3 quả có đúng hai màu. Đấy. 3 quả có đúng hai màu. Thế bây giờ 3 quả để cùng hai màu thì các bạn có thể là, ở đây mình có 10 quả đỏ, 5 quả xanh đúng không? Mình có này, 10 quả đỏ, 5 quả xanh và 1 quả vàng. Vậy thì nếu mà 3 quả đúng hai màu thì có thể là chọn đỏ với xanh, hoặc là cũng có thể là đỏ với vàng đúng không? Hoặc là xanh với vàng, nói chung là nhiều trường hợp hết đấy. Nhá. Trong quả đỏ với xanh thì nó cũng là chia nhiều trường hợp nhỏ nữa. Nói chung là câu này thì thầy đề nghị là các bạn nên làm theo cách ngược lại đây. Làm cái này sẽ dễ hiểu hơn này. Để có đúng hai màu ấy thì ngược lại sẽ là không có đúng hai màu. Ba quả này không đủ hai màu. Thì ba quả này không đủ hai màu thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Một là trường hợp có một màu. Và trường hợp hai là có đủ ba màu. Ba quả này có đủ ba màu. Vậy thì trường hợp một là có một màu thì sao? Trường hợp một có một màu thì mình có thể chọn là 3 quả đỏ đúng không? C3 của 10. Hoặc cũng có thể là chọn 3 quả xanh đúng không ạ? Thế là C3 của 5. Thế còn nếu mà chọn đủ 3 màu, nếu mà chọn đủ 3 màu thì mình sẽ phải chọn 1 đỏ với 1 xanh và 1 gì? 1 vàng. Chỗ này là 130, chỗ này là được 50. Lúc này biểu của A ngang sẽ là 180. Vậy thì P A ngang sẽ là 180 mà chia cho C3 16 nhé.
Vậy lúc này thì PA sẽ làm lấy 1 trừ đi cái này, đúng không ạ? C36. Kết quả sẽ là 0,67 nhé. Ok. Hiểu bài chưa? Đấy thì nếu mà các bạn biết làm sử dụng biểu cột đối thì nó nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo có 21. 21 nhá. Rồi. Đấy, sắp hết D rồi đấy. Nếu vector ABC là các vector có độ dài bằng 1. Độ dài bằng 1. Tìm giá trị lớn nhất của cái biểu thức A này, tìm max của cái này. Rồi. Đấy. Câu này thì cũng bình thường thôi các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn chưa làm bao giờ thì chắc là nó sẽ khó đấy nhá. Nào, phải chữa luôn nhá. Để mà tìm ra max của cái này thì đầu tiên là các em phải khái triển được cái này này. Các em lưu ý cho thầy là nếu vector này mà bình lấy này thì cũng như là độ dài bình nhá. Một vector mà bình lên thì nó như là độ dài bình và cái độ dài này bằng 1. Được chưa? Vậy thì mình sẽ khai triển từng cái một nhé. Vector A trừ vector B này. Nó sẽ bằng vector A bình cộng vector B bình trừ 2 là vector AB. Đây là hàm lần thứ thôi. Và thầy nói rõ rồi, vector này mà bình lên ấy thì cũng như là độ dài bình. Và độ dài bình này, độ dài bằng 1 đúng không? 1 bình là 1. Thằng này bằng 1, thằng này bằng 1 thì tổng là 2. Được chưa? Thì tương tự thì vector B trừ vector C tất cả bình ấy thì khỏi phải tính đi. Đấy. Nếu mà cái thằng A trừ B nó bằng 2 trừ 2AB thì rõ ràng là B trừ C nó sẽ là 2 lên trừ 2B gì? BC. Hay là C trừ A nó chính là gì? Là 2 trừ 2CA, AC đi. Được chưa? Rồi. Vậy thì vector A, vậy thì độ cái biểu thức A sẽ bằng cộng lại 2 cộng 2 cộng 2 là 6 đúng không? 6. Rồi, trừ đi 2 lần AB cộng 12 lần BC cộng 12 lần AC. Được chưa? Bây giờ để mà các bạn tìm ra được cái A max thì rõ ràng cái biểu thức này là phải gì? Phải min. Bởi vì đấy là hiệu mà các bạn. Cái này mà càng bé này, cái hiệu nó sẽ càng to ra đúng không? 6 thì cố định thôi. Với thằng này là muốn nhỏ nhất thì rõ ràng là để thằng này lớn nhất thì cái này phải nhỏ nhất. Các bạn công nhận không? Đấy, tức là mình phải tìm cái biểu thức AB cộng 2BC cộng 2AC là nhỏ nhất. Vậy làm thế nào để mình tìm ra cái nhỏ nhất này? Đấy, cái biểu thức này nếu mà bạn học hồi cấp 2 thì bạn rất quen này, 2AB cộng 2BC cộng 2AC. Rất là quen luôn. Nó xuất phát từ cái biểu thức hàm lần thứ này. Bình thường các bạn hàm lần thứ A cộng B tất cả bình là các bạn tính được đúng không? Các bạn tính được là A bình cộng B bình cộng 2AB. Thế nhưng mà như bạn là nhắc đến hàm lần thứ 3 số thì lại không biết. Đấy. 2 số thì biết chứ 3 số lại không biết. Thế nếu mà bạn biết cái này thì ok, làm ok. Lúc này bạn được A bình cộng B bình cộng C bình cộng 12 lên vector AB cộng 12 lên vector BC cộng 12 lên vector AC nhá. Và tất nhiên cái biểu thức này là bình phương thì nó sẽ lớn bằng gì? Lớn bằng 0. Ba thằng này cộng lại là 1 cộng 1 cộng 1 đúng không? 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Vậy thì 2 lên AB cộng 2 lên BC cộng 2 lên AC có phải là lớn bằng trừ 3 không? Và min của nó là trừ 3 không gì nữa, đúng không? Min là bằng trừ 3. Vậy thì có phải là cái A max sẽ là bằng 6 trừ âm 3 là gì? Trừ 9 không? Đó, hiểu chưa? Các bạn hiểu không? Hiểu không nhỉ?
Rồi, ok đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi 22 là câu hỏi cuối cùng. Một bài toán thực tế. Bạn Dũng ngồi làm việc lăng laptop với các kích thước của laptop to cho như anh vẽ đây. Đây là cái màu đen này là laptop này. Được chưa? Cái này vẽ bằng tay đấy. Tìm góc mở alpha cái laptop thì có thể lật lên lật xuống được. Tìm cái góc mở cái alpha để cho bạn Dũng nhìn màn hình laptop với góc nhìn lớn nhất. Đây là cái góc nhìn này, các bạn hình dung như cái mắt của chúng ta ấy. Khi mà nhìn laptop ấy thì nó sẽ nhìn từ dưới đáy của cái màn hình cho đến lên gì? Lên cái đỉnh của cái màn hình đúng không ạ? Các bạn có nhìn như vậy không? Khi nhìn màn hình thì các bạn nhìn từ dưới lên trên không? Đấy. Thấy chưa? Quét từ dưới lên cái mắt mình như ra đá ấy, quét từ dưới lên trên. Đấy, trong phạm vi này. Vậy thì góc nhìn của chúng ta sẽ là góc này. Và để góc nhìn này lớn nhất. Đấy, để góc nhìn này lớn nhất thì cái alpha không vậy? Đấy, câu hỏi rất rõ ràng, cái alpha không vậy? Vậy thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Câu này rất là dễ dễ nhất đề này luôn. Đầu tiên là các bạn để ý này, cái laptop của chúng ta sẽ gập theo kiểu hình tròn được đúng không? Gập theo cái hình tròn. Đúng không? Gập theo hình tròn. Với cái tấm của chúng ta thế nào ở đây? Tấm nằm ở đây. Nhá. Vậy thì khi mà thầy gập xấu quá ấy, được chưa? Thầy gập xấu đến đây. Thì rõ ra là cái mắt của chúng ta đấy. Các bạn nhìn này. Mắt của chúng ta, cái góc nhìn của chúng ta sẽ bị hẹp đi đúng không? Thấy không? Để mà thầy gập xấu quá. Được chưa? Thế nhưng mà nếu mà thầy gập tiến tới quá. Đấy, tiến tới quá, gập đến đây thì góc nhìn của chúng ta cũng sẽ bị co lại, thấy không? Góc nhìn vẫn cứ nhỏ. Vậy làm thế nào để cái góc nhìn này lớn nhất được? Đấy, để cái góc nhìn này lớn nhất được thì các bạn hình dung như sau. Để góc nhìn này lớn nhất được thì cái góc này này hóa là cái tia này này, đây này. Chính xác là cái tia này này. Cái tia ở dưới này là cố định đó nhá. Cái tia ở dưới ấy, cái tia màn hình ở dưới thì cố định thôi. Cái tia ở dưới này là cố định này. Thế nó phụ thuộc cái tia ở trên đúng không? Cái tia ở trên này nó chỉ thay đổi cái tia ở trên thôi. Thì cái tia để mà góc nhìn lớn nhất được thì cái tia này nó sẽ là cái gì của cái đường tròn? Là cái gì của cái đường tròn thì nó sẽ lớn nhất được. Cái tia này thì nó chỉ có thể dao động ở trong cái khoảng này thôi, đúng không? Thế khi mà dao động trong khoảng này thì rõ ràng là cái góc nhìn của ta sẽ nó sẽ bị bé. Vậy thì nó sẽ là cái gì để cho nó lớn nhất? Đấy. Cái tia ở trên nó sẽ là cái gì thì nó lớn nhất? Có phải là cái tiếp tuyến không? Thấy không? Cái tia ở trên là cái tiếp tuyến. Mà tiếp tuyến thì nó sẽ gì? Sẽ vuông góc với bán kính nhá. Đấy, nó vuông góc với bán kính, tức là chỗ này vuông. Vậy thì các bạn muốn tính alpha thì thầy sẽ gọi đây là góc 1 và góc 2. Và các bạn tính hai góc này. Trong khi đó tam giác này là vuông đây này. Thế như vậy mình sẽ tính góc alpha 1. Đấy, tan alpha 1 sẽ bằng là 80 chia 60. Thì các bạn suy ra alpha 1 nhé. Đấy, tan alpha 1. Các bạn tính cho thầy cái tan alpha 1. Shift tan alpha 1. À, cái em nhớ là lưu ý là chúng ta sẽ đổi cái đơn vị radian nhá. Người ta yêu cầu tính theo cái radian này các bạn. Thì chắc shift tan của cái 80 chia 60 nó sẽ ra được alpha 1 nhá. 0,927, thấy chưa? 0,927 29. Thế còn alpha 2 thì cái này 100 này. Bây giờ có 80, 60 đây là 100 này. Như vậy cái này 30 thì các bạn cũng sẽ ship code code của alpha 2. Chỉ là 30 chia cho 100. Thì ra alpha 2. Nó sẽ ra được alpha 2 là bằng ship code nhá. Của 30 chia 100. 1,266. Được chưa? 1,266. Thì các bạn sẽ cộng hai cái con này với nhau. Thầy lưu vào giá trị B. Cái này thầy sẽ lưu vào cái giá trị A. Đó. Đây, thằng này này. Thằng này là lưu vào giá trị A này. Được chưa?
Thằng này là lưu và giá trị B này. Vậy thì chúng ta có alpha chỉ là alpha 1, tức là góc A đấy cộng với góc B đúng không? Sẽ là 2,19 được chưa? Như vậy alpha chỉ là alpha 1 cộng với alpha 2 chỉ là 2,19 nha. Rồi, đáp số là 2,19 đấy. Được chưa? Ok. Rồi, xong, xong cái đề này. Các bạn muốn lấy đề này thì các bạn vào nhóm bên Zalo nhé các bạn nhé. Rồi, bye bye tất cả các bạn nhé. Ta nghỉ thôi.